Someday we'll be flipping through our old photographs. And by then, you and me will be remembering the things that make us laugh. Oh, the memories we'll have when I'm with you. I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you. Thì hôm nay là cũng sắp xếp những nhà của như lễ thành công hay cá hay quần thành đã thống nhất của hai bên. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm Tân Sửu, thì gia đình họ nhà năm chúng tôi đã đến đây lễ rước dâu. Họ nhà gái xin trân trọng tiếp nhận cái sinh lễ của đạo nhà trai. Họ mong rằng để thành công của nhà cháu chúng ta sẽ trầm ấm và thành công. Sweet love of mine, there's not a single thing that I wouldn't do. When I'm with you, darling, all I know is real. When I'm with you, I know that you feel the same way too. Shows in every little thing you do. Nothing's better than when I'm with you. You, yeah. Kính thưa bố mẹ và mọi người, trước hết chúng tôi không có gì xin cảm ơn cô Nhi hay họ nội ngoại nhà gái đã đưa cá về đến tham dự lễ thành hôn. Thì gia đình bên Nam chúng tôi cũng như trang trọng cảm ơn. Thì chúng tôi cũng chính thức nhận cháu Phong Thị Lệ Sương là cháu giao trang gia đình và trang gia tộc quyển chúng tôi. Xin cảm ơn. Tôi cũng xin đại diện cho thân tộc của cháu Sương xin chính thức nhận cháu Bá Diếm là rể của tộc Phong Tá kể từ giờ phút này. Gửi đến cô giao chú rể lời chúc mừng hạnh phúc, mong rằng hai cháu biết cư xử lẫn nhau, biết kính trên nhường dưới, vừa còn bổn phận công việc xã hội mà cũng vừa còn trách nhiệm của một cháu một con trong gia đình của hai bên. Và thành công trân trọng kính chào tất cả ông bà cô dì chú bác nội ngoại của hai bên gia đình hôm nay là đã về đây tham dự cái buổi lễ thành hôn của vợ chồng chúng con. Sau một quá trình tìm hiểu thì đến hôm nay thì tụi con cũng có được một cái buổi lễ thành hôn như là mơ ước, và cái điều đó là được cái sự hỗ trợ cũng như là giúp đỡ của tất cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác và đặc biệt là ba mẹ và ba má. Thì đến hôm nay thì cũng không còn biết nói gì hơn nữa. Thì con cũng xin đại diện vợ con
hai vợ chồng con xin trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã dành cho vợ chồng con trong suốt thời gian qua. Vợ chồng con không còn biết nói gì hơn nữa. Kính thưa hai họ nhà trai, nhà gái và toàn thể các vị khách quý hôm nay, tôi là bố của Bá Chiến, là xin phép nói đôi lời trước hôm nay. Là trong quá trình tìm hiểu với hai con và được sự đồng ý của gia đình đã tổ chức một bữa tiệc thân mật. Là hôm nay rất kính chúc quý vị năng lây cùng chúc sức khỏe hai con, và chúng tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của quý vị bỏ thời gian đến dự buổi lễ hôm nay. Cuối cùng xin chúc mừng. Đời ba buồn vui, ngày tháng đưa ta về nhau. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, đừng đến nhạc du thiên văn chơi bời. Ơi em, đời đã cho ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.